Chúng ta sẽ làm một câu hỏi trích trong đề chuyên quản trị năm học 2009-2010 Đề bài như sau Cho hỗn hợp gồm có Canxi và Canxi cacbua vào nước thu được hỗn hợp khí A Rồi chúng ta có phương định như sau Canxi và Canxi cacbua Chúng ta đi tác dụng với nước để tạo thành CaOH 2 lần Cộng Hydro Các bạn đây là 2 Cộng cho nước trở thành caoh 2 lần cộng cho C2H2. Cái phương trình thứ hai của chúng ta là cái phương pháp điều chế C2H2 trong phòng thí nghiệm em nhé. Đây là một này, đây là hai này. Chúng ta cân bằng. Hai nước là đủ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thu được hỗn hợp khí A. Khí A gồm có hydro và C2H2. Rồi, như vậy khí A này. gồm có H2 và CH 3 CH. hay khác là C2 H2 đấy. Cho niken cho đông A với niken xúc tác thu được hỗn hợp khí B. Cho B tác dụng hoàn toàn với khí D tác dụng hoàn toàn với brom dư thì thoát ra khí D. Điều cầu chúng ta là viết các phương trình xảy ra. Rồi, khi cho acetylen chúng ta đi tác dụng bởi hydro. Đây là vận của hai chất khí với nhau. Được chưa? Xúc tác niken nhiệt độ thì em lưu ý với thầy ở đây là nó có thể xảy ra theo nhiều tỷ lệ. Đầu tiên là tỷ lệ 1:1. Với tỷ lệ 1:1 thì nó sẽ biến liên kết đôi liên cái 3 thành liên kết đôi. Bây giờ nếu mà là tỷ lệ bao nhiêu? Tỷ lệ 1:2 thì nó biến liên kết đôi thành liên kết đơn. Được chưa em ạ? Rồi. Như vậy cái đó này khi đó chúng ta sẽ thu được khí B lưu ý cái bài này khí B gồm có đó là CH2 nối đôi CH2 tạo thành CH3 CH3 tạo thành lưu ý là trong các bài tập mà khi cho hai chất khí phụ với nhau thì sau so vẫn cả hai khí đều dư như vậy hydro dư và CH nối 3 CH dư như, nào. như vậy bây giờ cho khí B đi tới dùng với Brom. Trong khí B này thì có hai chất tác dụng thôi. Chất đầu tiên là CH2 nối đôi CH2 cộng cho brom. Để biến cái liên kết đôi thành liên kết đơn, CH2 brom CH2 brom. Cái thứ hai đó là hợp chất có chứa liên kết ba tác dụng với brom. Điều kiện tác dụng với brom là liên kết đôi và liên kết ba. Liên kết đơn không tác dụng chúng ta có hai liên kết, 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 kết đôi liên, có một liên kết ba thì trong một liên kết ba có hai liên kết đôi hai liên kết đôi thì cần hai brom phản ứng cái đó nó tạo thành ch brom sẽ ghi cho rõ rõ này ch ch brom gắn đây brom gắn đây nó đây là công thức cấu tạo của nó được chưa như vậy sau phản ứng người ta kêu là thu được hỗn hợp khí d như vậy khí d gồm có hai khí đó là CH3, CH3 thoát ra và hydro dư vậy đó. Như vậy đây là toàn bộ ý tưởng của bài toán này. Đây là một trong những cái bài toán mà sau này chúng ta sẽ được ứng dụng rất là nhiều để làm những cái bài tập tính toán. Do đó bạn cần phải nắm rõ bản chất của nó nha.